với nhau nữa, nhưng hạt giống hận thù đã âm thầm nảy mầm. Cho đến 20 năm sau, một án mạng kinh hoàng đã xảy ra, sự trả thù này mới chỉ là bắt đầu. Người chết bị dán vào tường bằng keo siêu dính, vẫn còn những miếng thịt giằn xé trên tường, tàn nhất hơn là những bộ phận trên cơ thể bị cắt sống. Rất nhanh, Asua đã đến hiện trường. Lúc này, anh ấy đã trở thành một cảnh sát hình sự. Anh ấy đã hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy cảnh này. Anh ta nhận ra người chết trên tường là một trong những thủ phạm bạo lực học đường trước đây. Ngoài ra còn có một số ký tự được viết bằng máu trên tường Asua. Những việc trong quá khứ có còn nhớ không? Chúng ta phải cùng nhau làm. Chữ ký chính là Sewil. Asua hoảng sợ, có vẻ như anh ta cũng đang sợ Sewil. Dường như trong lòng anh ta vẫn còn ẩn chứa những bí mật không thể nói ra. Hóa ra, khi trưởng thành, Sewil trở thành ông chủ của một hãng taxi. Một năm trước, anh ấy tìm đến tên béo đàn em năm đó, mà hắn ta lúc này chỉ là một người thợ sửa chữa bình thường. Mình sớm đã đổi tên, tên béo vốn không nhận ra anh ta. Nhìn vào danh thiếp, hắn ta thầm nghĩ mối lớn đến rồi. Nhìn thấy kẻ thù cũ đứng trước mặt mình, Sewil nghiến răng căm hận. Nhưng anh vốn không trực tiếp giết người, mà muốn từ từ tra tấn hắn ta cho đến chết khi anh ta cố tình nhắc đến chuyện gì đó từ thời trung học. Tên béo còn vui vẻ. Tôi thực sự đã có rất nhiều kỷ niệm thú vị khi ngồi trên ghế nhà trường. Những vết sẹo của người khác lại là những kỷ niệm thú vị đối với hắn ta ư? Sewil cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận, giao cho anh ta bảo dưỡng hàng trăm chiếc xe trong công ty. Tên béo kinh ngạc, cho rằng mình đã gặp được quý nhân. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Một năm sau, hắn ta đã kiếm được rất nhiều tiền và trở thành một ông chủ lớn, cưới vợ sinh con, có một cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào. Tuy nhiên, đây là kết quả mà Sewil muốn thấy.